Từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch, những con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn như nở hoa, tài lộc tràn về đầy hũ, có phước có phần của bản thân. Quý vị thân mến, vận mệnh theo quy luật âm dương ngũ hành được coi là một cái yếu tố vô cùng quan trọng, giúp các bạn hiểu rõ về cái tính cách cũng như là đời sống của mình trong tương lai. Chính vì thế mà người ta thường mong muốn biết được nhiều hơn về cái vận mệnh của bản thân mình. Và đặc biệt, trong số 12 con giáp thì từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch, đây sẽ là cái thời kỳ hoàng kim hốt vàng hốt bạc của 4 con giáp này. Theo đó, chỉ cần các bạn dũng cảm có lý trí và biết nắm bắt đến cơ hội thì tiền bạc không thiếu, tiền tiêu 7 đời cũng không hết. Từ đó xua đi những cái chuỗi ngày túng thiếu khổ cực trước đây, một bước lên trời đổi đời giàu sang, mua nhà rộng xe sang, khiến nhiều người phải cúi mình mà nể phục. Vậy thì cái vận may gì sẽ đến với những con giáp này trong thời gian từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, Dần là con giáp mạnh mẽ và luôn có một cái trái tim nhân ái, đối xử nhiệt tình với những người khác, có mạng lưới bạn bè khá là rộng rãi khắp nơi. Ở một cái cột mốc mới, trong thời gian từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch, thì cơ thể các bạn dường như là được bao phủ bởi một cái ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Đi đến đâu cũng có số hưởng, làm ăn thì được lộc trời cho. Không dễ gặp phải những cái thất bại và sự nghiệp của các bạn sẽ càng vững mạnh hơn và sẽ nhận được cái sự ủng hộ vô tận của bạn bè, của những người xung quanh. Trong thời gian này thì sự nghiệp của những người tuổi Dần cũng càng ngày càng thăng tiến. Vậy nên quý vị hãy biết nắm bắt lấy cái cơ hội phát triển cái sự nghiệp của mình. Nói chung ấy, thời gian từ nay đến cuối tháng cũng là cái thời điểm tốt để các bạn thay đổi cái công việc. Điều đó cũng sẽ giúp cho các bạn tăng thêm cái thu nhập của mình được nhiều hơn, đồng thời có cơ hội quảng bá hình ảnh của bản thân, tạo cái tiền đề cho cái sự thăng tiến trong tương lai. Những người tuổi Dần thì cũng có thu nhập khá là cao trong thời gian từ nay đến cuối tháng. Tuy ổn nhưng mà hơi chậm một chút. Các bạn nên vận dụng cái sự sáng tạo của mình để đưa ra các ý tưởng mới nhằm tăng thêm cái thu nhập cho bản thân. Bên cạnh đó, sự nghiệp của những người tuổi Dần thì về cơ bản là khá là hanh thông, có khả năng thăng chức tăng lương, có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Bên cạnh đó thì vẫn còn một cái số sao xấu nó xuất hiện. Vậy nên là quý vị cũng cần phải chú ý hơn trong giai đoạn này. Nhất là cái chuyện ký kết hợp đồng ấy, thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý, cẩn trọng hơn trong cách hành xử phát ngôn, sẽ giảm bớt được những chuyện xấu nó xảy ra. Nói chung ấy, trong thời gian này thì quý vị cũng có động lực đó, và biết cách làm ra tiền. Nếu các bạn có ý định chuyển việc, lúc này các bạn cần phải bình tĩnh và nhẫn nại. Dù có đang chán nản và thất vọng ấy, hay là thấy công việc của mình không hợp, thì quý vị cũng cần phải phân tích kỹ lưỡng cái việc định chuyển rời công việc sang công việc mới. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì những người tuổi Dần thuận lợi hơn về cái công việc, về cái tài sản của mình, cũng như là gì, được hưởng thêm những cái hoa hồng từ khách hàng. Cái việc hợp tác đầu tư cũng có nhiều cái triển vọng mới. Ảnh hưởng duy nhất là quý vị cũng cần phải lưu ý đến cái chuyện là quản lý tiền bạc của mình. Quý vị nên nhớ rằng trong cái thời gian từ nay đến cuối tháng ấy, nó thuận lợi hơn với cái tài sản bên ngoài, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh ấy, thì sẽ được gì, lộc trời cho. Nếu các bạn làm cơ quan nhà nước nhưng mà có những thêm những khoản đầu tư bên ngoài ấy, như là chứng khoán, thì hoa hồng cũng sẽ được gì, tăng lên khấm khá hơn nhiều. Một điều đáng mừng nhất là từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch thì cũng gì, quý vị có một cái tài lộc dồi dào như ý. Một khi mà cánh cửa tài lộc được mở ra thì tài lộc của các bạn sẽ chảy vào như nước, thật là mãn nguyện. Trên con đường phía trước thì các bạn nên tìm ra cái hướng đi đúng cái mục tiêu của mình, củng cố cái sự tự tin thì mọi việc cũng sẽ được diễn ra suôn sẻ và hanh thông. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần, đó là con giáp may mắn đầu tiên trong thời gian từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu.
Thưa quý vị, những người tuổi Dậu nổi tiếng là những người thực tế, nhiệt tình, trung thực và tiết kiệm. Họ là những người mà bảo thủ, chân thành, tận tâm và có thể sống một cái cuộc sống đầy màu sắc nhờ cái cách làm việc chăm chỉ của mình. Tuy nhiên, đôi khi thì những người tuổi Dậu có một khoảng thời gian khó khăn và chờ đợi, tẻ nhạt. Bên cạnh đó, chính trong cái quá trình chờ đợi đó thì các bạn có thể tích lũy được cái kinh nghiệm và có được những cơ hội quý giá. Khi đó cuộc sống của các bạn sẽ thuận buồm xuôi gió và gặp được cả phước lành lẫn tài lộc. Quý vị thân mến, trong thời gian từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch thì sự nghiệp của những người tuổi Dậu như được vén màn mây mờ che phủ mà hanh thông rực rỡ trở lại. Mưu sự lớn nhỏ gì cũng sẽ gặt hái được những cái thành quả tốt đẹp. Những người tuổi Dậu sẽ phát huy được cái tài năng thiên bẩm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tham vọng thăng tiến mãnh liệt. Theo đó, cái hiệu suất công việc nó cũng tăng cao, hoàn thành xuất sắc những cái nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cái cơ hội được thăng quan tiến chức. Dù có thời điểm những khó khăn nó khách quan từ cái thị trường hay là từ tiểu nhân quấy phá, những người tuổi Dậu vẫn kiên định với cái mục tiêu, tỉnh táo ứng biến và thu về những cái kết quả khá là thuyết phục. Nói chung ấy, trong thời gian từ nay đến cuối tháng thì những người tuổi Dậu cũng gì sẽ được vượng vận quý nhân đại diện cho người quyền thế và trưởng bối giúp sức. Con đường thăng tiến của những người tuổi Dậu cũng được thênh thang mở rộng. Dù rằng phải được đối đầu với nhiều cái thử thách và những khó khăn, nhưng sau tất cả thì những người tuổi Dậu vẫn đứng trên cái đỉnh vinh quang. Quý vị cũng nên nhớ, thành công không phải là chuyện một sớm một chiều, nó là cái sự tích lũy và nỗ lực lâu dài. Vậy nên đừng bao giờ quý vị thôi cố gắng, khi mà đã chạm tay đến cái đỉnh vinh quang thì cũng đừng ngủ quên, kẻo cái niềm vui ngắn ngủi nó lại gì, tan chảy mất. Thêm nữa, trong thời gian này thì những người tuổi Dậu nói chung là khá là vượng tài, có duyên với chuyện kinh doanh buôn bán, đời sống vật chất thì nhìn chung ấy khá là sung túc, tiền thì cứ hết lại có, không bị lo eo hẹp về vấn đề tài chính. Cái vận khí nó tăng mạnh mẽ, tài vận vì thế nó cũng được khởi vượng hơn trước rất là nhiều. Trong thời gian này, cả chính tài và thứ tài thì đều được khởi sắc. Cái nguồn thu nhập chính phụ đều gia tăng. Điều đó có nghĩa rằng, dù là những người làm công ăn lương hay là những người làm tư, làm chủ, những người đầu tư thì đều có thể đạt được những cái mục tiêu tài chính của mình. Theo đó, con đường kiếm tiền làm giàu không còn khó khăn như trước đây nữa. Trái lại, xuất hiện nhiều cái cơ hội mới, quan trọng là những người tuổi Dậu biết nắm bắt lấy cơ hội và nỗ lực không ngừng ấy, thì tiền tài nó có vẻ đầy két. Bên cạnh đó, từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch thì nhiều niềm vui cho chuyện tình cảm của những người tuổi Dậu cũng sẽ đến. Nhìn chung, ấy, gia đạo thì yên ổn, ít phải có chuyện cãi vã hay là gì, mâu thuẫn. Nếu mà có xung đột xảy ra ấy, thì đôi bên cũng nhanh chóng hòa giải, gia đình thì trong ấm ngoài êm. Vậy nên trong thời gian này những người tuổi Dậu đừng nản chí, vì từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch, vận số của các bạn được cải thiện, đời sẽ dạy các bạn những cái bài học đắt giá và chỉ cho các bạn những cái lối đi có thể kiếm được nhiều tiền, chữa được những cái bệnh trong người cũng như là gì, mang lại cuộc sống giàu sang phú quý. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch không khác, đó chính là những người tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, những người tuổi Ngọ có tâm hồn tinh tế, khiêm tốn trong cách đối xử với mọi người, thận trọng trong mọi cái việc và rất được yêu mến. Không chỉ có mối quan hệ thân thiết với cha mẹ mà còn có thể nhận được cái sự giúp đỡ từ anh chị em. Tuy nhiên, đa cảm cũng là một cái điểm yếu trong cái tính cách của những người tuổi Ngọ. Giàu cảm xúc, dễ bị ảnh hưởng bởi cái tâm trạng thất thường, có thể gây ra những cái vấn đề cho sức khỏe của bản thân. Những người tuổi Ngọ nhờ vào cái phúc phần của bản thân nên là thường được các sao may mắn nó ưu ái, nó chiếu mệnh. Mọi việc sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió trong khoảng thời gian ngắn, nhưng mà cũng đủ để các bạn cải thiện cái vận mệnh của mình. Và đặc biệt, từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch thì công danh sự nghiệp của những người tuổi Ngọ thăng tiến không ngừng, liên tục có cái sự thay đổi mang đến những cái điều tốt đẹp cho bản thân. Dù là làm ăn xa hay là ngoại giao ấy, thì đều được quý nhân phù trợ.
thu về những cái thành quả đáng ngưỡng mộ. Nói chung ấy, những người làm công ăn lương thì giữ vững được cái tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, rất dễ khẳng định được cái năng lực được cấp trên đề bạt, không ít những cơ hội tăng tiến ngay trong tầm tay. Vậy nên quý vị nên chủ động nắm bắt. Với những người kinh doanh buôn bán hay là tự làm chủ bản thân ấy, thì công việc làm ăn sẽ thuận buồm xuôi gió, dù là phát triển trên cái nền tảng cũ hay là mở rộng kinh doanh thì cũng đều thu được cái lợi nhuận cao. Nói chung ấy, từ nay đến cuối tháng 2 cũng rất thích hợp để cho các bạn có ý định là khởi nghiệp, mạnh dạn, khai phá những cái bước đi mạo hiểm, hứa hẹn các bạn cũng sẽ có những cái trải nghiệm bất ngờ. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì vẫn có một vài cái điềm báo thị phi do cái tác động của một vài cái hung tinh nó mang lại. Vậy nên những người tuổi ngọ cũng cần phải thận trọng khi mà hợp tác với những người làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn gây bất lợi cho công việc. Nói chung ấy, trong thời gian này thì tài lộc của những người tuổi ngọ cũng sẽ được hanh thông thuận lợi. Dấu hiệu dễ thấy nhất là các bạn sẽ có cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không phải vất vả như trước nữa. Mưu sự thì dễ thành, dù quá trình làm việc có thể gặp đôi chút những trở ngại, nhưng cuối cùng kết quả cũng vẫn được thỏa nguyện, thu về một cái lợi nhuận rủng rỉnh. Ngoài cái thu nhập chính từ công việc hiện tại, thì những người tuổi ngọ còn có thêm một vài cái nguồn thu khác, như là công việc làm thêm cái việc đầu tư. Đó, những cái kênh đầu tư này cũng mang đến những cái nguồn tiền thụ động, ổn định, chất lượng cho những người tuổi ngọ, khiến cho những người tuổi ngọ chi tiêu sẽ dư giả hơn trước. Mức độ tiêu hao tiền bạc trong thời gian này cũng không quá nhiều, thu chi thì cân đối, đương số tiết kiệm thì thuận lợi, tích lũy được một khoản kha khá, yên tâm cho một vài cái kế hoạch sắp tới trong tương lai. Như người ta vẫn nói, cái việc lắng nghe ý kiến của những người khác sẽ có lợi rất lớn, đặc biệt là cái kinh nghiệm và cái lời khuyên của những người lớn tuổi. Nên trong thời gian từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch, những người tuổi ngọ hãy mở lòng tiếp thu ý kiến của những người lớn tuổi. Chắc chắn cuộc sống của các bạn cũng sẽ được cải thiện rất nhiều. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân đem lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ, đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch không ai khác, đó chính là những người tuổi Thân. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Thân thông minh, nhạy bén và đầy tài năng. Những cái khó khăn mà họ gặp phải chủ yếu là do thiếu cái kinh nghiệm, chịu khó trau dồi thêm một chút thì chẳng có gì có thể làm khó được những người tuổi Thân trong thời gian này. Những người tuổi Thân vốn là những người hoạt bát và thích cạnh tranh. Nếu tìm được người hỗ trợ dẫn đường đi đúng thì các bạn hoàn toàn có thể thoát khỏi những cái rắc rối. Đặc biệt trong thời gian từ nay đến cuối tháng 2, các doanh nhân, các những người tuổi Thân buôn bán làm ăn ấy, sẽ có những cái khởi đầu tốt. Các bạn cũng sẽ được nhiều người ủng hộ để giúp cho con đường công việc đó được hanh thông thuận lợi, suôn sẻ hơn. Đối với những người làm công ăn lương thì các bạn sẽ gặp may mắn trong vấn đề sự nghiệp, làm việc một cách hiệu quả hơn và giành được cái sự công nhận của cấp trên với những cái thành tích xuất sắc cá nhân của mình. Còn đối với những người mới định xin việc, trong thời gian này các bạn cũng sẽ gặp may mắn ở cái mức độ trung bình cho cái sự nghiệp, và sự khó khăn do môi trường nó mang lại có thể sẽ khiến các bạn không thể làm việc trong trạng thái tốt được. Do đó, quý vị hãy suy nghĩ trước khi mà đưa ra cái quyết định về cái việc chuyện nhảy việc nhé. Tham khảo thêm ý kiến của những người khác trước khi mà lựa chọn cho mình một cái công việc phù hợp nhất. Thêm nữa, những người tuổi Thân sẽ chỉ nhận được cái sự giúp đỡ của thần may mắn và những ngôi sao tốt lành từ nay đến cuối tháng. Do đó, các bạn sẽ cảm thấy là may mắn về cả thu nhập và cái công việc của mình. Thu nhập tiền lương của những người tuổi Thân cũng sẽ được cải thiện và các bạn cũng sẽ nhận được cái mức thù lao như mong muốn. Ngoài ra, cái việc chịu khó lắng nghe những lời khuyên của những người khác có kinh nghiệm, nói chung ấy, giúp cho quý vị tích lũy được kiến thức đấy, và mang lại rất nhiều cái tài lộc từ đầu tư cũng như là quản lý tài chính. Tuy nhiên, quý vị cũng nên chi tiêu một cách hợp lý. Nói chung ấy, là con giáp may mắn trong thời gian từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch, nên quý vị đừng lo lắng về bản thân bị bế tắc mỗi lúc gặp phải khó khăn. Chỉ cần các bạn thì phát tâm hành thiện,
và suy nghĩ thoáng ra thì sẽ có quý nhân tương trợ giúp đỡ. Từng đường đi nước bước đều có người chỉ bảo. Khi làm việc và đối xử với mọi người khác, các bạn cũng cần phải có nguyên tắc riêng của mình, không để bị người khác ảnh hưởng, giữ cái thái độ khiêm tốn để giúp cho bản thân mình tránh khỏi những hiểm nguy. Ăn ở có phúc, ắt sẽ có phần và quý vị dễ trở thành một trong những con giáp giàu sang phú quý. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch. Và trong khoảng từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch thì thần tài sẽ báo mộng, thần may mắn sẽ gọi tên và quý nhân tương trợ giúp đỡ những con giáp này. Đó là những tuổi sau đây. Một là những người tuổi Dần, hai là những người tuổi Dậu, ba tuổi Ngọ, bốn tuổi Thân. Đây là bốn con giáp được nhiều các tinh nó chiếu mệnh, dễ có cơ hội đổi đời giàu sang trong thời gian từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.